kết quả tốt, Ừ. và cuối cùng thì tiếng Anh của mình thì cũng nó xa lạ lắm, nó không dính líu gì nhau. Thì thật ra là em cũng nỗ lực học, hồi học cấp 3 hay là vô đại học thì cũng nỗ lực rất nhiều để học tiếng Anh, nhưng mà cuối cùng thì cái kết quả là sau một thời gian mình cố gắng thì mình nhìn lại rồi là mình cũng chưa biết gì tiếng Anh hết cả. Thì cái có cái dịp mà chị Hằng lên đó, lên Đà Lạt xong rồi được biết rằng là chị Hằng có dạy tiếng Anh, xong rồi em mới suy nghĩ bây giờ mình phải hay hay là bây giờ mình phải đăng ký học liền thôi. Chứ còn trung tâm em cũng đã đi rồi, trung tâm ở trên này thì em cũng đã đi học, nhưng mà học ở đó cũng 5 tháng á, nhưng mà cuối cùng thì cũng mất tiền rồi mất công sức chứ còn chả mang được kết quả gì cả. Thì sau sau khoảng 5 tháng mà em theo học cái khóa Luca này á, thì em thấy cái phát âm này, rồi cái linking sound, cái inner, rồi những cái đó mình có tiến bộ hẳn và mình tự tin hơn nữa. Mình tự tin hơn trong vấn đề học tiếng Anh thì chắc có lẽ là thêm 2 giai đoạn nữa thì thì lại là tốt hơn. Lúc đó chắc xin rồi đó. Em, chắc xin lắm ạ. Lúc đó thầy Đạt mà đi đi nói tiếng Anh cho Phật tử nghe, Phật tử choáng váng. Qua đây em rút được cái bài học á là ngoài cái nỗ lực của mình, cái ý chí của mình, cái sự liên tục của mình thì cần phải có một cái phương pháp tốt thì nó mới hướng đến mình cái kết quả tốt được. Và cái câu chuyện là làm ngay đi thì cái bài học này á, không chỉ riêng về tiếng Anh mà về các đam mê khác của mình nữa. Nếu mình có đam mê thì mình hãy làm ngay đi, hãy tận dụng cái tuổi thanh xuân này, tận dụng cái sức trẻ, và mình cái lúc này là mình có đủ các điều kiện để mà mình thực hiện nó. Chứ còn để sau này ấy, lỡ sức khỏe nó yếu hay là một cái vấn đề về cuộc sống hay là những cái rắc rối trong cuộc sống mà nó xảy ra với mình thì cái ước mơ đó, thì nó cũng chỉ là ước mơ thôi chứ nó không được thực hiện được. Rồi em xin Cảm ơn thầy sức Đạt. Cảm ơn thầy Đạt. Cứ mình tới đi. Thích lắm anh ạ. À.